Sau đấy khi con gặp được phương pháp thanh mặt thân tâm này và con bước vào con đi mấy chương trình thì cái kết quả con giờ nó thật là bất ngờ. Con báo cáo với cả nhà là cái kết quả xét nghiệm con giờ này nó như một người bình thường, nó không có giống. Vượt qua cái chặng đường để tìm lại sức khỏe cho chính mình. Con thì là một bệnh nhân hút vào bảo hệ thống là gần 20 năm rồi. Khi con bước vào cái chương trình để biết được cái chương trình các trung tâm này thì cũng phải mất 3 năm sau con đủ chuyên ngành để con tham gia khóa thật. Và lúc đầu con đi con rất nghi ngờ về cái phương pháp này, là tại sao chỉ có ăn uống đơn giản vậy mà giải quyết được bệnh tật cho mình và cho mình có một sức khỏe tốt như hiện giờ ạ. Thế thì con cũng đủ duyên này con tham gia khóa năm 2023 cuối năm 2023 thì con bước vào khóa thi đạo rất là mệt, thực sự là bệnh của con rất là nặng, thành ra là con đi mệt lắm. Thế thì cái buổi đầu tiên xả dầu của con ấy là ngày như ngày hôm nay của các bác này là con không thể dậy nổi, người con nó nuốt một cái tàu đá chặt ra khỏi cây ấy. Các bạn ở trong đội tình nguyện là cứ kéo con lên và phải hạ con xuống bởi vì con không thể đứng lên được, cũng không thể ngồi dậy được, rất là mệt ạ, bởi vì cơ thể con nó quá mệt mỏi qua nhiều năm mình uống thuốc đây. Và con có thể xin phép các bạn là nếu như thế này có thể cho phép là sẽ dừng lại cái chương trình thanh lọc, nhưng mà các bạn cũng rất là nhiệt tình động viên con là cố gắng những gì thì bận của mình nữa, thì con cũng là cũng quyết tâm là sẽ vượt qua ngày hôm nay sẽ như nào. Thế thấy là các cụ già đi được mà mình trẻ đây mình cũng cố gắng thì làm sao mình vượt qua chính mình. Thế con cũng cố gắng sau khi ngồi lại 5 phút hít thở, khi mình mà cảm thấy mệt mỏi quá con mong các bác mình anh chị em là cố gắng đưa hơi thở mình vào, khi mà con bị mệt quá như vậy con sẽ đưa hơi thở mình vào, con nằm ở chỗ đó và con hít thở sâu và sau 5 phút thì bắt đầu con thấy người con đỡ một chút thì con bắt đầu thấy tập. Thì qua ngày đầu tiên á thì con tập thì con thấy cái sức khỏe con mỗi ngày mỗi một giờ nó thay đổi, mặc dù trong người mình nó không phải nó khỏe đâu, nó rất là mệt đấy, nhưng mà mình phải cố gắng phải nỗ lực bởi vì mình phải tìm mình muốn tìm cái sức khỏe mình cố gắng. Sau một cái thời gian thanh lọc đầu tiên á, con thấy con đã đạt khá kết quả rồi, là sau 6 ngày cũng như là cái ngày của chúng ta ngày mai chúng ta về ấy, thì con về con 21 ngày là con ăn không chế độ, không có hạt cơm nào hết và con tập luyện rất là đều. Thế thì sau một tháng con đi kiểm tra là kết quả của con nó đã thay đổi đáng kể và con thấy cái chương trình này là một chương trình rất tuyệt vời, cho nên con cũng mong tất cả các ông các bà các anh chị em mà đã bước vào chương trình thực tập rồi thì con cũng khuyên mọi người là cố gắng nghe sự hướng dẫn của thầy, của ban tổ chức, mình phải thực hiện đúng các chương trình như ban tổ chức đưa ra. Nhất là thứ hai là cái quá trình thanh lọc của mình ấy, thì những người mà yếu ấy, thì con khuyên là mình tránh cái nguồn lạnh từ máy điều hòa phản thẳng vào, thứ hai là chỉ được cái hãng hàng, còn nếu không thì mình tránh cái khu vực điều hòa thả vào hoặc là mình hạn chế dùng nhiệt độ lạnh quá, bởi vì khi đấy thì cái sự đào thải qua cái khí ra của mình nó sẽ bị kém đi. Khi mà mình đào thải cái chương trình đào thải nó sẽ qua ba đường, một là qua mồ hôi, hai là qua đường tiểu và đường đại tiện, cả hơi thở của mình nữa. Vậy thì nếu như mình mà lạnh quá cái độc tố ở dưới da mình thì nó không ra hết được, thì mình mất đi phần đấy mà mình đã bỏ công mình đi mấy ngày rồi thì có
con khuyên tất cả cả nhà mình sẽ cố gắng, mình gắng một tí. Nhưng mà cái lời ạ của cái sức chịu đựng đấy thì các anh đã cho mình kết quả rất là tuyệt vời. Sau đây là mình có khổ một tí, có lắm một tí không sao cả. Hay còn sau cái chương trình đấy thì mình sẽ đạt được cái lợi lạc lớn mà mình sẽ có một sức khỏe tốt, cái sức cái mặt của cơ thể mình nó đã thải ra nhiều hơn. Vậy thì con thì cũng trải qua mấy khóa sinh mạng rồi, nhưng mà đến giờ không lại là lần năm nay con không phải dùng những thuốc tây nào. Cố gắng thực hiện theo sự hướng dẫn của thầy cũng như ban tổ chức để đạt lại nhiều kết quả tốt cho sức khỏe của chính mình và lan tỏa những cái điều tốt đẹp này cho cộng đồng, cho xã hội và chăm sóc cho người thân yêu trong gia đình mình. Chị có thể chia sẻ cho rằng là để có một cái đau mà chúng thương thì trước đấy chị đã có những cái khó khăn thế nào trong cái việc điều trị bệnh chúng ta bắt hiểu được và có cái động lực ạ? Có phải xin chút ít phút ạ? Con thì là một bệnh nhân đặt thì tầm thì từ năm 2009 thì khi con bị bệnh này thì cái bệnh này rất khó để mà phát hiện ra. Thì con được trải qua 2 năm đi tìm bệnh ở tất cả các bệnh viện trong nước, từ bệnh viện nhỏ đến bệnh viện lớn, từ ngoài Bắc đến trong Nam, và con phải gửi các kết quả xét nghiệm ra nước ngoài. Và nhà con đã phải lên phương án là huy động tất cả các con cháu để tập trung và để đưa con ra nước ngoài điều trị. Thế nhưng mà con cũng thật là cũng mẹ thật là cũng có được một cái phước là khi mà cái kết quả của con chuẩn bị ra nước ngoài thì bệnh viện Gia Liễu Bạch Mai người ta lại gửi cho gia đình con thông báo là tìm ra nguyên nhân của bệnh lúc mà nào hệ thống. Thì đồng nghĩa với khi nhà con nhận được kết quả đấy thì bên Singapore cũng gửi cái kết quả cũng tương ứng như vậy. Thế thì con mới hỏi ý kiến các bác sĩ mà gia đình con đang biết, thì bác sĩ bảo là bệnh này bây giờ chưa có thuốc chữa và nó rất nguy hiểm. Mẹ xin phép hỏi ý kiến người thân trong gia đình cũng như các bác sĩ thì bảo nếu có ra nước ngoài thì cũng không giải quyết gì, thì thôi thì cứ điều trị trong nước xem như nào. Thì quá trình đấy của con thì con đau lắm, con không đi lại được, ngủ không ngủ được, ăn không ăn được, mà con gần như trắng khoảng 3 tháng không ngủ một ngày, không ngủ một giờ, thức trắng như vậy này, mà con không nằm được, không ngồi được. Mỗi một lần mà con mệt quá thì gia đình con phải nằm cái chăn bông ấy gập cho con ôm trên đấy thì con nằm úp xuống, kiểu có một cái hiện tượng như vậy. Thì thực sự là rất là đau đớn. Và trong quá trình mà như vậy thì mỗi lần con đi viện là phải có 2 người sốc vách hai bên. Một mình ốm, mình làm khổ thân biết bao nhiêu người thân nhà mình. Thế thì con cũng nghĩ con cũng chán lắm, bảo là thôi thì bây giờ nó bệnh nó lắm nghe rồi thì thôi được, thì nghe nào thì mình đấy chứ mọi người cứ đi làm cái công việc của mình đi. Con cũng chỉ biết là được ngày nào thì ngày đấy thôi. Nhưng mà gia đình nhà con, anh chị em thì thương, thì nghĩ là các con nó còn nhỏ quá thì em phải cố gắng. Thế là những ý kiến các con thì con phải phấn đấu, con phải đúng bước nhìn vào các con để làm sao mình có được sức khỏe, làm sao mình nhìn thấy các con trưởng thành đã. Thế thì cái động lực mình nhìn vào các con mà con cố gắng thì con đi điều trị. Khi mà con được bệnh viện gọi đến để xét nghiệm, tiếp tục làm các xét nghiệm thì cơ thể con rất là yếu, không được dùng thuốc gây mê, không được dùng thuốc gây tê, mà con phải khoan xương sống. Khoan xương hông á, là không được dùng thuốc. Lăng bác sĩ cho con nằm úp xuống giường và cái người mình thì bắt chéo như kiểu chữ X nhá. Miệng thì được đưa vào một thang bông và một cái đũa với cái đũa gà, người ta gà
hàng đấy để cho mình được cảm nào. Và mắt bác sĩ, người giữ đầu, người giữ vai, người giữ chân để quan tâm, quan để lấy xương á, và lấy tủy để xét nghiệm. Nó rất là đau, đau đớn vô cùng đấy. Và con trải qua mất 3 năm nữa và 3 năm kinh khủng nhất. Nó rất là đau đớn và rất mệt mỏi, và thuốc của con uống rất là nhiều. Con uống nó cũng không thấy thuyên giảm, không thuyên giảm bao nhiêu cả. Con là thuốc đông, là thuốc tây, là thuốc lam, mà rồi ngoài ra rồi gia đình còn nghĩ là mình làm sao đấy, rồi đi cúng lễ đó, rất rất là nhiều tiền. Thì cuối cùng thì con có được một cái phúc duyên là cũng được một thầy chùa có tâm đạo, thì thầy cũng khuyên con, thì con cũng tâm sự với thầy là thầy cũng cho con những lời khuyên. Thì khi mà biết là mình bị bệnh này rồi thì con nghĩ là thôi thì cái duyên nó đến cái này thôi, mình cũng chấp nhận, mình phải sống thật lạc quan để mình làm sao mình sống những ngày còn lại nó thật có ý nghĩa. Thì con bước vào con tu tập, con tu học Phật pháp, và những thời khóa ngồi thiền và đi làm từ thiện, con có điều đặn hơn, và cái lòng yêu thương của con đối với mọi người nó mở rộng ra nhiều hơn. Và cũng không biết từ bao giờ con quên hết bệnh, con không nghĩ đến bệnh của mình nữa. Sau đến khi con gặp được phương pháp thanh mặt thân tâm này, và con bước vào con đi mấy chương trình, thì cái kết quả con bây giờ nó thật là bất ngờ. Con báo cáo với cả nhà là cái kết quả xét nghiệm con giờ này nó như một người bình thường, nó không có giống như vậy. Cho nên con rất mong cả nhà là cố gắng, thứ nhất là thay đổi cái lối sống của mình, thì nó sẽ thay đổi tất cả, từ cách ăn nghỉ và cái cách ăn uống nghỉ ngơi, và cái tâm của mình á, mình hãy đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ những cái gì nó xa xôi quá. Quá khứ thì qua rồi, tương lai chưa đến. Mình sẽ nhìn vào hiện tại, sống trong hiện tại. Mình sẽ chia sẻ yêu thương người thân của mình, yêu thương những người xung quanh mình. Thì con nghĩ rằng là mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều đấy ạ. Và mọi thứ mệt mỏi về những cái cấu quá, buồn phiền của mình mà mình không có trong thân và tâm của mình ấy, thì con nghĩ là các tế bào trong cơ thể mình nó cũng khỏe lên rất nhiều đấy ạ. Cảm nhận 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 cảm